Hãy là một người chân thật. Nếu mình là người chân thật, thì cái gì mình muốn cũng sẽ thành sự thật. Vì thế chúng ta không nên nói dối, bởi vì nói dối là đi ngược lại với sự thật. Chúng ta đang tầm chân lý, muốn biết chân lý thì lúc nào cũng phải theo chân lý. Bằng không những gì mình muốn sẽ không thành sự thật, bởi vì nó mâu thuẫn. Mình đi đường này hoặc đi đường kia, thành ra mình phải tôn trọng sự thật để mọi người đều sẽ chân thật. Những gì mình muốn sẽ thành sự thật. Phải cảnh giác. Tất cả quý vị phải thận trọng, thế thôi. Không phải chỉ một người làm gì đó không đúng hoặc có khái niệm không đúng. Quý vị cũng nên suy ngẫm về điều đó, coi chính mình có hay là không. Vì quý vị quá đông, đâu có nói cho tôi biết quan niệm không đúng của quý vị, nên tôi không biết. Do đó tôi kể một trường hợp ở đây, mọi người đều hiểu. Nếu có thì quý vị thay đổi, nếu không có thì mừng là quý vị không có. Ồ, sư phụ ơi, con tốt hơn một chút, cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế. Nên quý vị cũng có thể đo lường sự tiến bộ của mình. Như thời xưa, bà lão nọ có hai cái bình, bình đậu đen và bình đậu trắng. Bất cứ khi nào bà ấy làm điều gì đó không đúng, bà bỏ vào một hạt đậu đen, và làm điều gì tốt, bà ấy bỏ vào một hộp đậu trắng. Lỡ như không làm gì cả thì sao? Phải làm sao? Bỏ vào hạt trong suốt. Không phải vậy. Như thế quý vị biết mình tốt hay không tốt, rồi dần dần, từ từ, trước đó đậu đen nhiều hơn đậu trắng, và bà ấy đã làm vậy dần dần mỗi tháng, hoặc mỗi ngày, rồi từ từ đậu trắng có nhiều hơn đậu đen, và dần dần, từ từ, không còn đậu đen nữa, chỉ toàn đậu trắng. Đó là cách chúng ta tự kiểm thảo. Phải tự kiểm thảo bản thân, đó là lý do quý vị có nhật ký. Đừng quá thoải mái trên thế gian này, nó sẽ rời bỏ quý vị. Bất cứ gì quý vị làm trên thế giới này sẽ rời bỏ quý vị. Quý vị sẽ bỏ nó lại đằng sau, nó sẽ rời xa quý vị. Vì vậy, chỉ làm gì quý vị có thể, nhưng hãy nhớ điều đó. Quan trọng là không lâu nữa rời khỏi thế giới này và quý vị sẽ mang theo gì. Không có gì ngoài công đức tu hành và những việc thiện. Đó là điều duy nhất mà quý vị có thể mang theo. Hãy nhớ kỹ điều đó. Tôi nói nghiêm túc đấy. Làm người tốt, làm điều tốt, nghĩ tốt. Bất cứ làm điều gì, chúng ta cũng sẽ tạo cho mình một nơi trong các khu vực khác nhau của vũ trụ. Vì vậy, hãy chắc chắn tạo được cho mình một nơi cao quý, tốt lành bằng cách huấn luyện bản thân thành người tốt, làm tốt và nghĩ tốt. Cho dù quý vị không thể làm điều tốt, cho dù không thể nghĩ tốt, thì xin ít nhất đừng nghĩ xấu. Luôn cắt nó ngay lập tức khi nó vừa len lỏi vào tâm trí của quý vị, hoặc đi qua tâm trí của quý vị, hoặc từ tâm trí của quý vị. Bất kỳ suy nghĩ phủ định nào, cắt bỏ ngay lập tức. Rửa sạch nó đi, rồi nó trở thành thói quen, và quý vị sẽ luôn làm vậy. Ngay cả trong vô thức khi quý vị đang ngủ, không có gì xấu xa sẽ len lỏi vào tâm trí và bản thể quý vị. Đó là điều tốt nhất quý vị có thể làm cho chính mình, cho gia đình, người thân và nhiều, nhiều thế hệ của quý vị. Vậy xin hãy nhớ, làm người tốt, làm điều tốt, nghĩ tốt. Làm một người cao thượng không khó lắm, chỉ cần suy nghĩ khẳng định, nhân từ, hành động nhân từ, nói chuyện nhân từ, rồi quý vị và nhiều thế hệ sẽ được lợi ích. Và những người xung quanh quý vị, bất kỳ chúng sinh nào gần quý vị, hữu hình hoặc vô hình, sẽ hạnh phúc và họ cũng sẽ ban phước cho quý vị. Trở thành một con người thật sự. Buồn thay, nhiều người chúng ta luôn cố gắng chiếm lấy mọi thứ cho mình trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả trong sự tu hành, chúng ta vẫn không thể ngưng tham lam và ích kỷ. Cố gắng đoạt lấy phước báo tâm linh bất kể sự thiệt thòi của người khác. Điều này thậm chí còn tệ hơn cố gắng đoạt tài sản hoặc vật sở hữu từ các chúng sinh khác trong cõi thế gian, bởi vì chúng ta đã ở trên con đường tu hành. Bất cứ gì chúng ta lấy phải do mình kiếm được. Chúng ta có thể cầu sự gia trì và hướng dẫn và sự giúp đỡ khi cần. Điều này không sao. Khi có nhu cầu, khi cần thiết, nhưng đừng bao giờ làm mà để mất hạnh phúc và sự tiện nghi của người khác. Cố gắng nhớ điều này.
Trong mọi hoàn cảnh trên đời, chúng ta phải luôn quan tâm và có tâm công bình. Không phải tôi bảo quý vị luôn luôn hy sinh chính mình, ngay cả vì hạnh phúc và lợi ích của người khác, nhưng ít nhất phải công bình. Bởi vì nếu chúng ta là người tu hành và không thể công bình, làm sao có thể trông mong thế giới bên ngoài công bình với chúng ta, hoặc là nơi công bình hơn cho mọi người sinh sống. Linh hồn quý vị biết điều gì đúng, điều gì sai. Linh hồn quý vị biết, đó là lý do quý vị đến. Đừng bao giờ quên phẩm cách và mục đích cao thượng của mình ở bất cứ nơi nào, vì bất cứ giá nào. Nếu chúng ta tu hành tốt, thương sư phụ, thương Thượng Đế biết, sư phụ biết, chắc chắn vậy. Nếu họ không biết thì đã sao? Sư phụ ở bên trong, ngay cả con nai còn tốt hơn nhiều người thế gian, và con ngỗng vàng, vân vân. Cho nên chúng ta phải học từ những thú vật của hoàng kim này. Chúng ta không cần biết nó là tiền kiếp của Phật hay không. Hành động của họ nói lên sự giác ngộ bên trong. Do đó đừng quá tự hào rằng chúng ta là con người nếu chưa đến mức đó. Thật ra tôi không biết vì sao chúng ta nên kiêu hãnh rằng mình là con người. Tôi đọc trên báo, nghe trên truyền thanh, xem trên truyền hình, vô số thú vật cao thượng giải cứu người, giải cứu đồng loại, thậm chí bằng cái giá của sinh mạng của họ. Có một tấm hình của một con mèo hoàn toàn bị phỏng đến mù và thẹo đầy mình vì nó chạy 4 lần vào trong lửa, ngôi nhà bị cháy để cứu 4 mèo con. Mèo đã bị phỏng đến mù và không còn nhận ra được, nhưng mèo đưa tất cả mèo con đến nơi an toàn. Một con mèo rất tự lập. Sau khi có thai, tôi nghĩ nó không được mèo đực nào giúp đỡ. Con mèo một mình nuôi con. Tôi thấy nhiều con mèo quanh nơi chúng ta đôi khi cũng làm tất cả những chuyện hay, đẹp này cho con nó. Tôi thấy mèo mang thức ăn cho con và tôi cảm động trước sự tận tụy của nó. Mèo đã làm tận lực của nó để cung dưỡng cho con cái, trong khi bản thân nó chỉ ăn đồ ăn thừa. Tôi đã chính mắt nhìn thấy. Tôi rất cảm động bởi vì tình thương của nó. Hình ảnh này vẫn còn sống động trong lòng tôi mỗi khi nghĩ về loài mèo. Vì vậy tôi không hiểu tại sao loài người chúng ta đối xử tàn nhẫn với thú vật, đa số chúng ta, và nghĩ về họ như chúng sinh thấp hèn. Tôi nghĩ nhiều thú vật vô cùng cao thượng và vô cùng từ ái đối với đồng loại cũng như chúng sinh khác. Đôi khi quý vị thấy mèo hay chó bơi vào dòng sông hiểm nghèo để cứu bạn. Dù đó là bạn người hoặc bạn chó, bạn mèo, họ làm vậy, liều mạng sống của họ. Nhưng không bao nhiêu con người chúng ta dám làm vậy. Khi thấy tình cảnh hiểm nghèo, chúng ta không liều mạng. Nhưng thú vật khi thấy nguy hiểm, họ vẫn liều vì tình thương. Cho nên nếu con người không trở về với lòng từ bi bác ái căn bản của bản năng tự nhiên mà thú vật vẫn còn sở hữu, thì chúng ta nên cảm thấy tiếc cho mình hơn là kiêu hãnh. Đó là lý do chúng ta phải ăn chay, bởi vì thú vật thật sự cao thượng, họ thật sự sở hữu nhân phẩm và một linh hồn bên trong giống như chúng ta. Cho nên tôi nghĩ chúng ta phải học hỏi từ thú vật cũng tốt. Một số phẩm chất này không phải chúng ta học để trở thành thú vật, nhưng phẩm chất tốt của họ chúng ta nên nhớ để ít nhất không cảm thấy hổ thẹn là mình kém hơn tiêu chuẩn loài vật. Chúng ta phải vươn lên vị trí cao thượng của thánh nhân. Để làm vậy, chúng ta phải có lòng nhân ái và cảm thông, và hy sinh vô ngã vào mọi lúc, dù là trong kỳ bế quan ở nhà, ở chợ, hoặc bất kỳ nơi nào khác, ngay cả ở trong rừng, nơi không ai thấy được chúng ta, và không ai khác ở đó để ghi nhận việc thiện của mình, hoặc tán thán nỗ lực cao thượng của mình. Chúng ta phải luôn cao thượng một mình, vì chỉ chúng ta biết mình là ai, và Thượng Đế biết. Hãy trở thành thiên thần bảo hộ cho chính mình. Chúng ta phải thay đổi cách sống của mình, không phải là những thứ bên ngoài như là thời tiết. Nếu đa số nhân loại vẫn sống một cuộc sống không đạo đức, thì đời sống sẽ vẫn thảm tệ, nếu không ở đây thì ở đằng kia. Và đôi khi chúng ta cũng phải chia sẻ cộng nghiệp, dù chúng ta không làm gì cả. Bởi vì khi sống trong một quốc gia, chúng ta phải chia sẻ nghiệp chướng của quốc gia này. Cho nên những người không chọn một đời sống đạo đức hay theo cách của thiên đàng
sẽ không có được thể nghiệm thiên đàng tại thế, vì chúng ta sẽ trở thành những gì mình chọn lựa. Luật nhân quả luôn luôn hoàn mỹ ở bất cứ nơi nào. Nếu chúng ta giữ lối sống thấp kém, tiếp tục sát sinh và làm đủ chuyện vô đạo đức về thể xác, thì dĩ nhiên nghiệp chướng xấu sẽ đến. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những chấn động lực thấp hấp dẫn những từ trường thấp đem đến tương lai, phiền nhiễu, bất hạnh và hỗn loạn. Nhưng nếu chúng ta sống cao thượng và chọn cách sống theo Thượng Đế, thì những điều thánh thiện sẽ rót vào cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao, sau khi tâm ấn, khi quý vị thiền và tịnh hóa chính mình, bên ngoài thì ăn chay, bên trong thì có thức ăn thiên đàng, thì cuộc đời quý vị sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp. Đó cũng là vì đồng thanh tương ứng. Quý vị trở thành giống như thiên đàng, cho nên hấp dẫn nhiều ân sủng thiên đàng. Hầu hết những người mà không có khát vọng về tâm linh có một lối sống thấp kém. Nhiều người chọn cách sống theo tiêu chuẩn thú vật, nên họ hấp dẫn đủ loại từ trường thú vật hoặc năng lực thấp kém, rồi năng lực thấp kém này sẽ đưa đến thiên tai, bất hạnh và phiền muộn. Năng lực thiên đàng đem đến niềm vui, chân phúc và ân sủng, bởi vì đó là thiên đàng. Và từ trường đẳng cấp thấp hoặc xấu sẽ đem đến một phẩm chất đời sống thấp kém, hay những diễn biến có phẩm chất xấu vào đời sống con người. Đồng thanh tương ứng. Do đó, nếu muốn cuộc đời mình luôn luôn ở thiên đàng, chúng ta phải hành động như những chúng sinh thiên đàng và hấp dẫn loại ân điển này đến cho mình. Điều này rất đơn giản, không cần phải khai ngộ mới hiểu được. Một số người luôn luôn hành động theo cách xấu, và khi hậu quả đến, họ đổ lỗi cho Thượng Đế, nói rằng Ngài không ban ân phước cho họ. Họ đổ lỗi cho mọi thứ, cho hoàn cảnh, cho những người khác, cho bạn bè hay người thân trong gia đình. Nhưng không phải vậy. Chính họ đã hấp dẫn những tai nạn này bởi vì cách hành động của họ phát sinh những năng lực tai nạn. Và những năng lực tai nạn này, theo luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, sẽ hấp dẫn thêm năng lực tai nạn, cho đến khi có đủ những năng lực loại này để tạo thành thiên tai. Và rồi thiên tai sẽ bao quanh người họ qua đủ loại hình dáng, qua mọi sự kiện và qua đủ loại người khác nhau. Cho nên nếu tôi hay bất cứ vị minh sư nào đòi hỏi quý vị giữ giới luật ăn chay, tịnh hóa thân thể, tịnh hóa tâm linh và tinh thần bằng thiền định, bằng cách giữ thân khẩu ý trong sạch, đều là để cho quý vị hấp dẫn tất cả những năng lực tinh khiết và ân điển thiên đàng đến cho chính mình. Không phải là minh sư nghiêm khắc muốn kiểm soát cuộc đời quý vị và bảo quý vị phải làm gì, như yêu cầu quý vị giữ giới luật để lợi ích cho người nào khác. Đó là cho lợi ích của chính quý vị, bởi vì tất cả mọi việc tốt quý vị làm sẽ hấp dẫn những điều tốt đến cho quý vị. Và nếu quý vị luôn luôn làm tốt, thì càng ngày càng nhiều điều tốt sẽ tới hoài. Và những điều tốt càng đến nhiều, những điều xấu càng ít đến. Bởi vì khi đó quý vị sẽ được bảo bọc bởi một bức tường dày của năng lực tốt. Cho dù quý vị muốn làm xấu cũng khó. Một khi quý vị bắt đầu làm người tốt hay làm việc tốt, thì nó cứ tiếp tục như là phát sinh năng lực tốt, rồi sẽ hấp dẫn thêm nhiều năng lực tốt, và rồi quý vị sẽ cảm thấy mạnh hơn trong sự thiện lành. Rồi quý vị sẽ làm thêm điều tốt, và quý vị càng làm điều tốt, càng nhiều năng lực tốt sẽ đến. Và những năng lực tốt càng đưa đến những năng lực tốt hơn nữa, rồi quý vị sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi một từ trường của thiên đàng. Vậy thiên tai làm sao đến gần quý vị được? Quý vị được bao bọc, quý vị được bảo vệ. Không cần phải có long thần hộ pháp bảo vệ, và không cần phải tin vào thiên thần hộ mạng. Quý vị tự bảo hộ chính mình, quý vị là thiên thần của chính mình. Trước khi phê phán. Trước kia tôi không có nhà, thật buồn cười. Tôi không có tiền, không có nhà, nhưng rất nhiều người đến vào lúc đó. Đủ nhiều vào lúc đó để xuất gia với tôi, nhớ không? Chúng tôi chỉ cắm trại bên bờ sông, và dần dần. Và lúc đó chúng tôi không có nhà gì cả. Chúng tôi không có nhiều tiền vào lúc đó. Có một số tiền chúng tôi đã kiếm trước đó hay gì đó, thì chúng tôi cứ dùng. Chúng tôi rất đơn giản. Thật ra chúng tôi chỉ nướng thức ăn, nhặt củi trôi dạt bên bờ sông,
và rồi nhóm lửa và rồi nấu ăn. Thậm chí có người ở gần đó khi chúng tôi đang nướng đồ ăn vào ban đêm. Sau cả ngày đi giảng pháp và rồi trở về nhà của chúng tôi, kế bên lều và nướng thức ăn. Và họ thậm chí chỉ trích trong đầu, loại Phật gì vậy? Đến đây chỉ nướng thức ăn và không nói về Phật Pháp. Tôi thuyết giảng cả ngày rồi, vừa mới trở về từ buổi giảng Pháp, chúng tôi chỉ nướng bắp và một ít gì đó ở Formosa, Đài Loan. Mua rất rẻ, khoai tây, khoai lang, đại khái vậy, mía, cam, táo và những món đó dễ nướng. Anh ta ngồi đó chỉ trích trong đầu. Sau này anh ta thậm chí nói với tôi, quý vị thấy đó, đầu óc con người không lý tưởng lắm. Chỉ trích bất cứ điều gì thì rất dễ, nhưng chúng ta phải tự kiểm thảo trước. Chúng ta đã đóng góp điều gì chưa? Chúng ta có xứng đáng, có ở địa vị thích hợp để có thể chỉ trích người nào đó không? Chúng ta có làm được việc gì tốt hơn người đó không? Vì nếu không làm điều gì tốt, thì chúng ta thậm chí không xứng đáng để mở miệng nói với ai về bất cứ điều gì, dù là chỉ trích hay không. Hãy cư xử tao nhã và cao thượng. Sau này mỗi khi đến đâu, quý vị hãy lưu ý. Nếu quý vị muốn tô điểm một nơi nào, kết quả phải làm người ta hài lòng và khiến cho họ vui vẻ. Mỗi khi đi taxi, tôi luôn cho tiền boa gấp mấy lần phí taxi. Đôi lúc nếu tiền taxi dưới 100 đồng nhân dân tệ, thì tôi đưa cho họ 400. Bởi vì hiếm khi tôi đi taxi, nên tôi muốn giúp cho họ thêm. Những người lái taxi họ không giàu có gì, hiểu không? Số tiền boa lớn làm họ vui, cho nên tôi luôn cho thêm tiền nếu họ chịu nhận. Khi tới nhà hàng, tôi cũng cho tiền boa rất nhiều. Tôi cũng khen là nhà hàng của họ trang nhã, sạch sẽ và thoải mái ra sao. Và nhân viên chu đáo thế nào. Tôi chỉ muốn làm cho họ vui, hiểu không? Chúng ta không nên lấy gì từ người khác hoặc làm cho họ cảm thấy buồn bã và áp lực. Làm vậy là đi ngược lại lý tưởng của chúng ta. Bất cứ đi đâu, chúng ta cũng nên làm cho nơi đó hấp dẫn hơn, tốt đẹp hơn và làm cho người ta vui vẻ. Tạo nên bầu không khí vui vẻ cũng là một cách tô điểm. Nếu đi máy bay, dĩ nhiên tôi không thể tô điểm bằng cách trồng cây lên đó. Nhưng tôi có thể cảm ơn người chiêu đãi viên. Tôi có thể khen là cô xinh đẹp và tiếp đãi nồng hậu ra sao. Hoặc là tôi rất vui được biết một người như cô ấy, ví dụ vậy. Đây cũng là một cách để tô điểm. Chúng ta không nên cứ lấy của người khác mà nên làm người ban tặng. Chúng ta không chỉ cho tiền thôi, chúng ta có thể cho họ thấy phong độ cao nhã và tâm linh của mình. Ban tặng món quà hạnh phúc là bổn phận của chúng ta, bởi vì đó là cách để tô điểm thế giới. Nếu ở đâu quý vị cũng mang lại hạnh phúc và mọi người vui vẻ, thì bầu không khí của thế giới sẽ thay đổi. Và rồi điều đó sẽ mang lại rất nhiều sự may mắn để bảo vệ địa cầu. Quý vị nên đối xử với người ngoài theo cách này và đối xử với sư phụ của quý vị cũng như vậy. Tôi không kỳ vọng được đối xử đặc biệt. Cứ đối xử với tôi như cách quý vị đối xử với người ngoài. Nếu quý vị tôn trọng người khác, quý vị sẽ tạo nên bầu không khí tốt đẹp. Khi mọi người tôn trọng lẫn nhau, bầu không khí sẽ rất tốt. Quý vị không cần phải la mắng hoặc nói lớn tiếng. Bầu không khí tốt sẽ khiến cho hai bên đều cảm thấy vui vẻ. Khi hai bên đều cảm thấy vui vẻ, thế giới sẽ được thăng hoa một chút. Không phải là tôi cằn nhằn về mười mấy thước vuông đất đó, tôi chỉ muốn giải thích cho quý vị về nguyên tắc, lý lẽ, hiểu biết cơ bản, tính nết, cách cư xử và lòng nhân ái. Hãy cư xử một cách thanh nhã và cao thượng. Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bài giảng trên truyền hình Vô Thượng Sư.